Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với PrimeVC. Tiếp tục các cái chuỗi video giới thiệu các cái giải pháp phần cứng IoT trong nhà máy thông minh thì của thương hiệu Aeon. Thì tuần này thì mình lại tiếp tục mang đến cho anh em một cái dòng sản phẩm nữa đến từ nhà Aeon, một sản phẩm cực kỳ mới được Aeon ra mắt. Đó là chiếc mini PC fan LED công nghiệp Boxer 6645 URPL. Và cái dòng sản phẩm này có những cái đặc điểm gì nổi bật thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu cho cái video lần này nhé. Và mình là An từ PrimeVC. Đặc trưng với một chiếc mini PC công nghiệp fan LED thì cái dòng Boxer 6645U cũng được thiết kế theo cái dạng mặt trước này, có thiết kế dạng Ragged. Cái mặt này sẽ tiếp xúc với cái con chip của Intel để giúp cho cái khả năng tản nhiệt của nó tốt hơn. Và nó sẽ không dùng quạt để mà có thể đáp ứng được trong cái môi trường nhiều bụi bẩn. Bởi vì quạt, máy tính mà sử dụng quạt trong môi trường nhiều bụi bẩn thì nó sẽ không hoạt động được một cách ổn định. Và cái dòng mini PC này thì nó có một cái đặc điểm là thiết kế với khung vỏ nhôm thép rất cứng cáp bên ngoài, thì giúp cho nó chịu được cho các môi trường mà cái độ va đập hay thậm chí là giúp cho máy tính hoạt động ổn định hơn trong các môi trường công nghiệp có bị nhiễu điện tử vân vân. Và anh em có thể thấy ở mặt trước của cái dòng mini PC Boxer 6645U này, chúng ta sẽ có khá là nhiều cái cổng kết nối từ bên tay phải của mình đi vào. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai cổng audio và cổng mic. Đó. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có hai cái cổng HDMI cho xuất các cái dữ liệu hình ảnh ra bên ngoài, và nó sẽ hỗ trợ lên đến 4K ở cái tốc độ khung hình là 60fps. Cạnh tiếp theo thì chúng ta sẽ có tới 6 cái cổng USB dùng để kết nối ra các cái thiết bị ngoại vi bên ngoài. Trong đó ta sẽ có 4 cổng là USB 3.0 và sẽ có 2 cổng là USB 3.2. Ngoài ra thì cạnh đó thì chúng ta sẽ có hai cái cổng COM. Cổng COM chúng ta sẽ có chuẩn các cái chuẩn giao tiếp cơ bản RS232, 422, 485. Và với cổng USB hoặc cổng COM này, chúng ta có thể kết nối tới các cái hệ thống máy móc trong công nghiệp trên các cái dây chuyền sản xuất để thu thập dữ liệu được tính toán từ các máy móc đó về cái máy tính để xử lý và đưa lên cloud để quản trị. Hai cổng LAN này, chúng ta sẽ có một cái cổng LAN là 2.5 GHz, tốc độ cao gấp 2,5 lần so với các cái cổng LAN thông thường. Đó. Và chúng ta sẽ có các cái đèn báo tín hiệu, đèn cho ổ cứng HDD, đèn cho hệ thống máy tính vân vân. Và ở mặt sau này thì chúng ta sẽ có một cái cổng cấp nguồn. Nguồn này sẽ là nguồn một chiều từ 10 đến 35V. Và chúng ta sẽ có một cái adapter chuyển đổi từ các cái nguồn xoay chiều ra bên kết nối qua adapter và chuyển thành nguồn một chiều. Về hiệu năng xử lý thì con máy tính Boxer 6645U có cái hiệu năng xử lý là vô cùng mạnh mẽ, bởi vì nó sẽ sử dụng những cái nền tảng chip mới nhất đến từ nhà Intel với thế hệ thứ 13, 14. Và chúng ta sẽ có hai cái loại chip khác nhau, đó là loại chip Intel loại Embedded và chip Intel thông thường. Chip Intel dòng Embedded đó là những loại chip có khả năng tiêu tốn điện năng vô cùng ít, nó đâu đó khoảng 35W thôi. So với những dòng chip Intel thông thường, nó khoảng từ 65 đến tối đa là 219W. Do đó, những cái dòng chip Embedded lại rất là phù hợp khi mà ứng dụng trong các giải pháp cần thu thập và xử lý dữ liệu trong ngành công nghiệp tự động hóa, chạy liên tục 24/7 nhưng vẫn phải đảm bảo cái yếu tố tiết kiệm điện, tiêu tốn ít cái năng lượng tiêu thụ, tiết kiệm đáng kể cái chi phí vận hành. Ở đây với con chip mạnh mẽ nhất là Core i9-14900. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 24 nhân và 32 luồng với cái tốc độ xung nhịp lên tới tối đa lên tới 5.8 GHz.
Và có một điều đặc biệt là thiết kế của con chip Core i9 14900K nói riêng và những cái con chip Intel thế hệ từ 14 nói chung thì số nhân trên chip chúng ta sẽ chia làm hai loại, đó là P-Core và E-Core. P-Core sẽ xử lý những cái tác vụ nặng và tốc độ tối đa lên đến 5.4 GHz, trong khi đó E-Core sẽ xử lý những cái tác vụ cơ bản hơn, chuyên những xử lý những cái tác vụ đơn giản và nhưng mà nó cũng có cái tốc độ tần số tối đa lên đến 4.3 GHz. Việc phân chia các tác vụ xử lý trên P-Core hay E-Core như thế giúp cho cái con chip đạt được cái hiệu suất hoạt động tốt nhất, vẫn đảm bảo đủ hiệu năng, đủ sức mạnh để xử lý nhưng lại vô cùng tiết kiệm điện. Tiếp theo nói đến khả năng xuất các cái tín hiệu hình ảnh thì cái con Boxer 6645U này có cái khả năng xuất tối đa ra hai cái màn hình. Nó hỗ trợ hai cái cổng HDMI và cái độ phân giải của nó sẽ là một cái hỗ trợ tối đa một cái màn hình xuất ra độ phân giải 4K và một cái màn hình xuất ra độ phân giải là 2K với cái tốc độ khung hình là 30 fps. Anh em hoàn toàn có thể ứng dụng xuất nó ra các cái màn hình được đặt trên các cái dây chuyền sản xuất để theo dõi cái quá trình cái hoạt động trên các cái dây chuyền nó đang hoạt động như thế nào. Như đã nói thì nó hỗ trợ đến hai cổng Ethernet, tuy nhiên có được điều đặc biệt là trong đó có một cái cổng Ethernet tốc độ cao lên đến 2.5 gigabit, tức là gấp 2,5 lần so với những cái cổng Ethernet thông thường. Và anh em hoàn toàn có thể kết nối cái cổng Ethernet này ra một cái switch công nghiệp để có thể kết nối nhiều cái camera cùng một lúc. Ứng dụng trong các giải pháp cần kiểm soát trong một cái cục rộng lớn trong nhà xưởng, ví dụ là cho cái giải pháp asset control hay là theo dõi công nhân có mặc đầy đủ cái đồ bảo hộ hay không, cảnh báo khói lửa trong các nhà xưởng, vân vân. Và nói đến các cái cổng, các cái khe cắm mở rộng thì Boxer 6645U hỗ trợ các cái khe cắm M2 chuẩn mở kia cho các cái thanh M2 SSD truyền dẫn dữ liệu với tốc độ cao. Ngoài ra thì nó cũng có các cái khe cắm M2 chuẩn EKI cho Wi-Fi hay là Bluetooth. Và nó cũng có một cái khe cắm full size mini PCIe cho ví dụ anh em có thể sử dụng cho cái chuẩn SSD mSATA. Và đặc biệt đương nhiên rồi, nó cũng được hỗ trợ cái công nghệ bảo mật TPM 2.0, một trong những cái công nghệ không thể thiếu được ứng dụng trên những cái chiếc máy tính công nghiệp khi nó phải đảm bảo các yêu cầu về bảo mật hệ thống, khi mà nó có thể phải lưu trữ dữ liệu các cái thông tin liên quan đến sản xuất của doanh nghiệp. Thì TPM 2.0 này nó bản chất nó là một cái con chip được tích hợp trên bo mạch giúp bảo vệ hệ thống máy tính trước cái sự xâm phạm hoặc tấn công bất ngờ từ các cái hệ thống bên ngoài, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu của hệ thống. Ngoài ra nó cũng sẽ giúp mã hóa các cái mật khẩu, mã hóa các cái dữ liệu bên trong hệ thống, đảm bảo các cái dữ liệu này được bảo mật một cách tốt hơn. Về hệ điều hành thì nó cũng hỗ trợ các cái hệ điều hành như là Win IoT hay là Win Pro hay là các hệ điều hành Linux, Ubuntu, vân vân. Hiện nay thì Prime PC đang phân phối chính hãng dòng sản phẩm mini PC Panet công nghiệp Boxer 6645U cũng như các cái dòng sản phẩm máy tính công nghiệp khác của thương hiệu Aeon với chính sách bảo hành chính hãng trong vòng 24 tháng. Và anh em muốn sở hữu sản phẩm này một cách sớm nhất cũng như được hỗ trợ thông tin về kỹ thuật bảo hành, tư vấn vân vân liên quan đến sản phẩm này một cách nhanh nhất thì anh em hãy liên hệ với Prime PC qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình hoặc click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Và anh em cũng đừng quên cho Prime PC một like, một subscribe cũng như ấn chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo đến từ nhà Prime PC. Và anh em muốn mình làm về cái sản phẩm nào tiếp theo hay là anh em muốn mình làm về cái giải pháp nào trong các nhà máy, trong lĩnh vực nhà máy thông minh smart factory thì anh em hãy để lại phần bình luận ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau.